Chương 1, Luật, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 5 giờ 30 chiều thứ sáu Chu Luật thu thập đồ đạc trên bàn, tan ca về nhà. Tiểu Luật, còn chưa ra khỏi cổng công ty đã bị người gọi lại. Tiểu Luật, sao vội vã vậy? Gọi cậu lại không chỉ một người. Mình rõ ràng bước đi cũng không nhanh, sao có thể tính là vội được? Chu Luật lặng lẽ thở dài, quay người lại đã thay một khuôn mặt tươi cười ôn hòa các chị có chuyện gì sao ba vị nữ đồng nghiệp miễn cưỡng cũng có thể coi là mỹ nhân có điều tuổi tác hơi lớn một chút không sinh ra nổi hứng thú tiểu luật tối nay nhà trưởng phòng có tiệc đi không chị vương cười khanh khách hỏi chu luật nhẹ nhàng lắc đầu không ạ à, tối nay em có chút việc cậu lại có việc à ba cô gái không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thất vọng tiểu luật thật không nể mặt nha tiệc đón nhân viên mới thì chạy sớm tiệc giao lưu thì ra sức khước từ bất luận là party ở nhà nào cũng không chịu đến thật không biết ai mới có thể mời nổi cậu đây các chị chủ luật cười nói cho dù em không ở các chị cũng vẫn có thể chơi đùa vui vẻ như thường mà lần nào party xong ngày hôm sau không phải các chị đều mặt mày tỏa sáng hết đấy thôi ai nha nào có Chị Lý đỏ mặt, xua tay nói, "Tiểu Luật vẫn là nói cậu đi." Thành thật khai báo với các chị có phải có bạn gái rồi hay không? Bạn gái? Vừa tan ca đã vội vã chạy về nhà, không phải yêu đương mới là lạ. Hôm nào mang cô bé đến các chị nhìn xem sao, giấu giấu giếm giếm không có ý nghĩa gì cả. Hóa ra như vậy cũng bị hiểu lầm. Chu Luật âm thầm cười khổ cùng ba bà chị hàn huyên vài câu đơn giản, cậu cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắt đứt đề tài, nhảy lên xe bus về nhà. Nếu như nói cậu có người yêu, cũng coi như là có đi, chu luật nhìn điện thoại di động mới tới hai tin nhắn. Một đến từ người bạn thân trong cuộc sống hiện thực. Cái khác đến từ cô em gái quen biết trong game. Hồ Ly, tiểu luật tối nay công thành chiến chấm dứt cùng đi giết rồng nhá. Không được đến muộn, quả quả anh tan ca đến giúp em luyện level đi tương đương tương đương thế giới cùng nhịp đập với cuộc sống của chính mình tạm thời không thể rời đi chính là trò chơi internet bắt đầu bước chân vào hơn nửa năm trước hiện đang thịnh hành trên cả nước thần vô online chu luật học đại học cùng trường với hồ ly bắt đầu chơi thần vô từ hồi mới phát hành hồ ly sau khi sáng lập cách lãng địch á liên tục dụ dỗ mua chuộc nhằm lôi kéo chu luật từ trò chơi khác sang đây hỗ trợ đồng thời vô cùng khoa trương thề phải ở thần vô sáng tạo một thời đại của chính mình đối với tên bạn tốt từ trước tới nay chơi game còn nghiêm túc hơn so với làm chính sự chu luật vẫn áp dụng thái độ buông xuôi ngay lúc đó cậu cũng không cho rằng nguyện vọng của hồ ly có thể đạt thành thần vô online server 2 bi luyến hồ bình quân số lượng người online mỗi ngày cao nhất ở một trò chơi có số lượng cao thủ nhiều như vậy tạo lập thành tích huy hoàng nói dễ hơn làm chủ luật lúc đầu mang theo tâm trạng tiêu khiển đi vào thần vô sáng lập nhân vật thứ nhất của mình thần quan loài người áo trắng tóc trắng không ngờ hơn nửa năm trôi qua cậu cùng hồ ly thật sự đã làm ra một phen thành tựu server bi luyến hồ có bốn thế lực công hội lớn nhất cách lãng địch á ngân cánh đế quốc ánh sáng chi đường và ảo giác liên minh xem xét ra tổng hợp lực lượng của cách lãng địch á so với ba công hội khác chiếm ưu thế hơn một chút tuy rằng chưa thể nói là đã sáng tạo một thời đại mới nhưng mà bọn họ có thể đạt được đến trình độ này đã ra ngoài sở liệu của chu luật đương nhiên hiện tại hết thảy đều đã trở thành quá khứ chu luật cuối cùng đã hiểu cách lãng địch á cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thuộc về cậu Chu Luật vốn sống một mình, cha mẹ đã qua đời từ hai năm trước. Về đến nhà, gọi một suất ăn ngoài tắm rửa một cái, rồi mới nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống trước máy tính. Cô em gái quả quả cần có người kèm đã sớm chờ đến buồn bực. Không nói trên kêu kiêu tràn ngập một đống tin nhắn díu ra díu rít cậu vừa lên mạng, đối phương lại liên tục gõ mấy lời chat riêng tư tới. Anh tương đương, anh tương đương tương đương, anh luật tương đương tương đương tương đương anh không phải lên rồi sao? Đừng náo loạn nữa. Đối với cô em gái hoạt bát quá mức này, luật luôn luôn lựa chọn nhân nhượng. Em chờ anh rất lâu rồi đấy. Anh đang ở đâu? Thành Pháp Luân Đinh sao? Bên trái tượng điêu khắc ở trung tâm. Thành Pháp Luân Đinh là thủ đô của quốc gia loài người A Nhĩ Tắc Lâm khắc sao sao? Game thủ lui tới vô cùng náo nhiệt bên cạnh tượng điêu khắc ngựa bay giữa trung tâm rộng lớn bao quanh có rất nhiều thương nhân buôn bán đủ loại hàng hóa khi một người quá say mê trò chơi sẽ mơ hồ cảm thấy thế giới trong game mới chính là quốc gia của mình chủ luật nhìn đám người qua lại có xa lạ có quen thuộc còn có những tòa thành đã làm bạn với cậu hơn nửa năm bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi nếu có thể cậu thật sự không muốn kết thúc hành trình ở thần vô nhanh như vậy một lát sau một nữ pháp sư đầu đội mũ hoa lá cành ăn mặc cực kỳ trói mắt chạy về phía cậu bọn anh hồ ly không chịu mang em đi quả nhiên chỉ có anh luật là tốt nhất giọng điệu của quả quả có chút tủi thân chu luật cười cười bọn họ đương nhiên không chịu mang em đi em cũng không thử nghĩ coi hôm nay là thứ mấy bây giờ là mấy giờ hà a hát thứ sáu công thành chiến sắp bắt đầu rồi cô bé khờ dại lúc này mới kịp phản ứng ế anh không tham gia sao không tại sao không này có rất nhiều nguyên nhân nhớ tới ngày đó hồ ly giải thích trong điện thoại chu luật khẽ thở dài ở trước máy tính sờ soạng tìm bao thuốc rút ra một điếu châm thế tuần sau thì sao tuần sau cả sau này nữa cũng sẽ không đi có nhiều thời gian mang em đi luyện cấp không thích sao Tại sao? Quả quả không thể tin nổi hỏi. Cô rất rõ ràng, luật coi trọng công việc của công hội còn hơn cô em gái trên danh nghĩa rất nhiều. Chu luật gầy tàn thuốc, không có đáp lại ngay. Sau một lúc lâu, cô bé có chút kịch liệt ngắt lời. Em hiểu rồi, nhất định là trong hội của Hồ Ly có người xa lánh anh. Trước đây em đã cảm thấy thái độ của những người đó kỳ kỳ. Nói cho em biết rốt cuộc là ai muốn đuổi anh? em đi tìm bọn họ tính sổ em có thể tính sổ cái gì em cũng không phải lão đại của người ta sự khờ dại của cô bé cùng tâm ý muốn bảo vệ mình khiến cho chu luật không khỏi nở nụ cười chuyện này cũng không đơn giản có thể dùng ai đúng ai sai để mà đánh giá rời khỏi cách lãng địch á à, cũng là quyết định của bản thân anh em hiểu không anh đám chết tiệt kia ghen tị người khác thì thôi nhưng hồ ly là lão đại mà hơn nữa còn là bạn tốt nhất của anh tại sao ngay cả anh ấy cũng không ngăn cản anh rời đi quả quả vẫn kích động như trước anh không muốn gây khó dễ cho hồ ly xoa đầu quả quả chu luật đúng lúc đổi đề tài đi thôi mang em đi đánh châu rừng mười giờ còn phải giúp bọn hồ ly đi giết rồng ư ừ, cô bé có chút không tình nguyện phục tùng an bài tiểu luật xin lỗi cú điện thoại kia của hồ ly là ở ba ngày trước gọi tới vì một bộ phận hội viên có hành vi thất lễ nghiêm trọng mà bày tỏ xin lỗi lần đó công thành chiến đầu tiên là một hai người không tuân theo chỉ huy cuối cùng lại biến thành sự kiện buộc tội quy mô lớn gần nửa số thành viên trên mạng yêu cầu chu luật chuyển giao quyền lực và rời khỏi công hội trong tình huống hỗn loạn đó chu luật vì lấy đại cục làm trọng đành phải lập tức rời khỏi có lẽ mình lúc trước đồng ý hồ ly gia nhập cách lãng địch á chính là sai lầm rồi cách lãng địch á ở thời điểm đó đã có một hệ thống vô cùng hoàn thiện mọi người đoàn kết chặt chẽ ở chung hòa thuận không phải người dưng như mình có thể tham gia vào kể cả thời gian này vì cách lãng địch á làm ra không ít cống hiến cũng không thể loại bỏ sự chán ghét của những người đó đối với mình Tiểu Luật, Thiên Tùng vẫn có chút khó chịu, cậu phải hiểu cho, đúng vậy, mình đã thay thế chức phó hội trưởng cùng với quyền lực của người ta, người ta làm sao có thể vui vẻ được. Hơn nữa, yêu cầu của cậu đối với bọn họ cũng hơi quá nghiêm khắc. Yêu cầu nghiêm khắc? Chuyện này Hồ Ly cậu phải hiểu rõ nhất. Nếu không yêu cầu nghiêm khắc, cậu cho rằng cách Lãng Địch Á sẽ có hôm nay? Tiểu Luật, cậu vẫn có thể trở về, sau này không cần xen vào việc của hội là được. Việc cứ thế này, không thể vãn hồi, thân là hội trưởng, lời đã nói ra sao có thể lật lọng. Một công hội lớn, điều tuyệt đối không thể thiếu chính là đoàn kết nội bộ, cậu cứ coi như đuổi đi tớ một kẻ gây mất đoàn kết. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là anh em tốt. Chu Luật cuối cùng đã trả lời như thế, cách lãng địch à, cứ coi như là một giấc mộng hiện giờ tỉnh mộng, cuối cùng phát hiện mình ở thần vô, hóa ra vẫn không hề có nơi trở về. Chương 2. Hậu quả. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tiểu pháp sư quả quả mới có 13 cấp, đi bình nguyên áo bố nhĩ đánh châu rừng rất thích hợp. Có lẽ là cho rằng tâm tình chu luật không tốt, dọc theo đường đi quả quả khó được biểu hiện thái độ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nhưng mà sau hơn nửa tiếng im lặng cô bé rốt cuộc nhịn không được mở miệng một lần nữa anh hử thao tác đã vô cùng thuần thục cho dù phải ngừng lại đánh chữ cũng có thể đồng thời ứng phó đâu vào đấy đám trâu rừng đấu đá loạn xạ anh lợi hại như vậy bị những người đó hùa vào bắt nạt không thấy không cam lòng à không bằng tìm cơ hội đoạt lại cách lãng địch á đi cô bé đưa ra đề nghị có vài phần ngốc nghếch chu luật cười nói anh lợi hại như vậy thật sao đương nhiên cách lãng địch á chẳng phải bởi vì có anh nên mới được như bây giờ sao cô bé kích động nói từ lần đầu tiên hệ thống công bố bảng danh sách cao thủ số lượng fan của anh vẫn cứ tăng chứ không hề giảm nếu em mà là thần quan nhất định sẽ lấy anh làm mục tiêu cố gắng bởi vậy mới nói cách lãng địch á là cái gì chứ lấy thực lực của anh nếu muốn những kẻ đó căn bản không phải là đối thủ nào có chuyện dễ dàng như vậy chu luật bật cười anh thấy mình cứ làm một kẻ thừa thãi tương đối thích hợp anh tương đương tương đương hét lên như thể hận không thể biến thành vũ khí chém xuống huống hồ cho tới bây giờ anh vẫn chỉ là người ngoài làm sao có tư cách đoạt lại cách lãng địch à anh cho dù hồ ly cố ý cho anh cơ hội anh cũng sẽ không làm như vậy cô bé không còn lời nào để nói. Không khí lại một lần nữa trở về yên lặng. Chu luật ưỡn thẳng cơ thể, ở trên bàn phím gõ. Quả quả yêu quý, em nếu không chuyên tâm một chút, đừng oán trách anh đây không bảo vệ được em. Cô bé cả kinh, giờ mới phát hiện không biết từ lúc nào, mình và luật đã bị một đàn trâu rừng đông nghìn nghịt vây quanh. Ai nha nha, cứu mạng, 10 giờ đúng, công thành chiến toàn server tuyên bố chấm dứt sau khi tạm biệt quả quả, Chu Luật đi tới nơi tập hợp của công hội cách lãng địch Á Cantera chấn tìm Hồ Ly. Không giống trước đây, hôm nay sau khi chấm dứt công thành chiến, hội viên vẫn chưa lập tức giải tán về nhà, mà tụ tập lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn bàn bạc cái gì đó. Có lẽ là dùng kênh của công hội, Chu Luật không nhìn được nội dung cuộc trò chuyện. Thân phận của mình đặc thù, lúc này đi tới quấy giày rõ ràng là tự dước lấy mất mặt. Chu luật tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Hồ Ly tựa hồ cũng phát hiện sự tồn tại của chu luật đứng dậy nói với hội viên xung quanh. Hôm nay đến đây thôi. Còn có ý kiến gì thì ngày mai bàn tiếp. Mọi người nghe vậy, lúc này mới túm năm tụ ba rời đi. Quảng trường lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại chu luật, Hồ Ly, cùng ba thành viên khác của tổ săn rồng. Tâm trạng Hồ Ly có vẻ không tốt không hề có lời hàn huyên cùng biểu tình dư thừa chỉ nhìn cậu gật đầu sau khi tổ chức xong đội ngũ liền một mình đi đến hiệu thuốc xảy ra chuyện gì à chu luật dùng kênh riêng tư hỏi thiên lý vốn cùng mình giao tình rất tốt hôm nay không có thành thậm chí ngay cả một cái thành nhỏ xung quanh cũng không có cho nên lão đại vô cùng tức giận thiên lý cũng dùng kênh riêng tư trả lời sao thế được chu luật có chút kinh ngạc lấy thực lực của cách lãng địch á ít nhất cũng phải chiếm được một trong bốn thành lớn nhất mới đúng một cái thành cũng không có vẫn là lần đầu tiên từ hồi chu luật đến thần vô cho tới nay bởi vì có vài kẻ ngu ngốc tự cho là đúng tự tiện quyết định đến cướp đoạt thành của ánh sáng kết quả ăn trộm gà không thành còn để mất nắm gạo bị ánh sáng tập kích thành công đã đánh mất tác lâm cách lập của nhà mình hơn nữa khi đó thời gian đã gần hết phát động tiến công lại là không có khả năng thiên lý bất mãn oán giận cho nên đã diễn biến thành cục diện hiện tại quả thực rất ngu ngốc chu luật thở dài tứ đại công hội của thần vô bi luyến hồ cách lãng địch á ngân cánh đế quốc ánh sáng chi đường và ảo giác liên minh Tuy nói thực lực của cách lãng địch Á đang chiếm ưu thế, nhưng mà chút ưu thế ấy cũng không rõ ràng, căn bản không thể đem đi làm lợi thế đánh bạc. Tứ đại công hội, mỗi hội phân biệt chiếm cứ một chủ thành, thiên hạ chia làm bốn phần, là kết quả của liên kết ràng buộc giữa các bên, một khi có người muốn phá vỡ thế cân bằng. Nhất định phải càng cẩn thận, nếu không sẽ giống như cách lãng địch Á lúc này, trả giá rất lớn chỉ là mất tác lâm cách lập một tuần thôi mà tuần sau còn có thể đoạt lại, lời này nói thì nghe đơn giản, kỳ thực bao hàm ý nghĩa vô cùng nghiêm trọng. Trò chơi thần vô online này, một chủ thành trong một tuần thời gian cũng có thể tăng thêm bao nhiêu độ phát triển, độ phòng ngự, có thể chế tạo thêm bao nhiêu bảo vật. Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Huống chi, bảng xếp hạng chủ thành tượng trưng cho vinh quang, ở trong mắt của ai cũng quan trọng hơn bất cứ thứ gì bảng xếp hạng update vào ngày 28 hàng tháng có tổng cộng 20 hạng mục. Dựa theo thực lực của công hội, lượng dược chế được, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp hạng kim ngạch buôn bán hàng hóa cho đến xếp hạng thực lực các game thủ theo từng loại chức nghiệp. Hầu như mỗi tháng đều rầm rộ thảo luận trên diễn đàn. Bốn vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng công hội tự nhiên hoàn toàn không có thay đổi nhưng mà thứ tự trong bốn vị trí đầu này nếu xảy ra biến hóa, hậu quả có thể đoán được. Đám ngốc này vừa mới đuổi anh đi, lập tức đã gieo gió gặt bão. Hiện tại bọn họ cũng nên biết bản thân có bao nhiêu vô dụng. Thiên lý oán hận nói, dám kết bè kéo cánh diễu võ dương oai, cũng không thèm nhìn xem bản thân là cái quái gì chứ. Bỏ đi, thiên lý chuyện này anh tin tưởng hồ ly đều có suy tính em không cần để ý nhiều làm gì chu luật lạnh nhạt nói huống chi cách lãng địch á từ thứ sáu tuần trước đã không còn liên quan gì anh nữa anh hồ ly đã trở lại chuẩn bị xuất phát thôi anh luật anh thật sự không nghĩ quay về cách lãng địch á có lẽ vậy thiên lý bên kia hồ ly đã mang tới đầy đủ đồ tiếp viện cùng trang bị dầu dĩ nói với mọi người đi thôi chương 3, Hỏa Long Vương, nghe chọn bộ tại mê audio com Tâm tình của Hồ Ly thật đúng là không phải bình thường không tốt. Không chỉ có một đường không hề nói chuyện, ngay cả mấy con thỏ sôi nổi bên đường cũng làm trướng mắt cậu ta. Làm bạn tốt nhiều năm, luật vô cùng hiểu cá tính của Hồ Ly. Người bạn này của cậu tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn lông bông tùy hứng, lòng tự trọng lại lớn vô cùng. Có lẽ là không muốn đối mặt với thất bại. Có lẽ là vì sự kiện thứ sáu tuần trước mà ấy náy. Cũng có lẽ là tức giận vì hội viên không nghe chỉ huy. Vô luận là gì, đều không thể làm cho tâm tình của Hồ Ly ở trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Chu luật thở dài. Mục tiêu của bọn họ lần này là hỏa long vương ở hắc dạ đầm lầy. Ngoại trừ tổ săn boss chuyên nghiệp có rất ít game thủ nguyện ý đi khiêu chiến loại boss này đối phó hỏa long vương dược liệu tiêu hao rất lớn đối với trang bị và kỹ thuật cũng có yêu cầu rất cao lúc mới vừa xuất hiện phiên bản mới hồ ly đã từng tổ chức một nửa hội viên đồng loạt hướng về hắc dạ đầm lầy kết quả là toàn quân bị tiêu diệt sau đó cũng có vài lần chưa từ bỏ ý định kết quả cũng thế sau nhiều lần lặp đi lặp lại chu luật đã nghiên cứu ra không ít cách thức đối phó với hỏa long vương Hiện giờ, bọn họ chỉ cần 5 người tiến hành. Chỉ cần an bài chức nghiệp hợp lý, tiếp tế đầy đủ, trong vòng 40 phút giết chết một con Hỏa Long Vương hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Đội ngũ 5 người gồm có cung thủ, băng hệ pháp sư, kỵ sĩ, thuật sĩ luyện kim cùng thần quan ở trong rừng rậm hành quân. Kế hoạch lần này cũng giống như trước, mọi người biết hết rồi chứ? Chu Luật dò hỏi, biết, A Thành là lần đầu tiên đi cùng chúng ta biết mình phải làm gì không? có, thiên lý đã nói trước với em rồi. cung thủ trẻ tuổi trả lời. ừm, chủ luật gật đầu tới đầm lầy yêu cầu các vị nghe lệnh làm việc không được đi lung tung lạc đội hình. gặp được long vương thì cứ tránh đi trước, cấm tự tiện công kích. nếu ai động tới các boss nhỏ xung quanh long vương, đến lúc đó chớ trách tôi mở miệng không lưu tình. Được mọi người ở đây đều rõ ràng tính tình cũng như tác phong làm việc của Chu Luật nên không ai phản đối. Hỏa Long Vương thường sống ở nơi sâu nhất của đầm lầy. Một khi bị đánh thức sẽ phát động toàn lực cắn xé những người chơi liều lĩnh. Vảy màu đỏ như máu, răng nanh sắc bén, ánh mắt không hề có độ ấm, mang theo bốn con boss nhỏ đồng dạng dương nanh múa vuốt, từ trong ra ngoài đều tuyệt đối không thể tính là hòa ái dễ gần huống hồ ma pháp của nó có lực công kích lớn gấp hai lần một hỏa hệ pháp sư bình thường cho dù chỉ là công kích thông thường cũng khiến người ta phòng thủ vô cùng chật vật nếu lại gặp phải kỹ thuật tất sát kết quả đương nhiên là sạch bóng trong giây lát trong cuộc chiến săn rồng bị tiêu diệt toàn quân là thường gặp dù sao thần quan có thể sử dụng kỹ năng phục sinh nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian trước khi dùng hết đồ tiếp tế hữu hạn giải quyết đối thủ cực mạnh đó lại là một bài toán khó đầu tiên mọi người không thể tùy tiện ra tay nhất thiết phải có đầy đủ lòng kiên nhẫn cùng chu toàn hồ ly huyết nhiều đi tiên phong luật là thần quan sinh mệnh hơi yếu ớt đi ở cuối cùng năm người từng bước từng bước đi vào xào huyệt của hỏa long vương bước vào vùng vị trí địa lý tương đối đặc thù đầm lầy nam bộ Nơi này có một mảnh đất hình tam giác do nham thạch tạo thành, rất thuận lợi cho băng hệ pháp sư phát huy tác dụng của ma pháp. Tiếp theo, đem bốn con boss nhỏ xung quanh Hỏa Long Vương toàn bộ dẫn ra ngoài. Bốn con boss nhỏ, từng con đều rất mạnh, nếu hợp lực cùng Hỏa Long Vương tấn công, như vậy con người chỉ có kết cục chết không toàn thây. Giết chết boss nhỏ trước cũng không phải là hành động sáng suốt, bởi vì Hỏa Long Vương triệu hồi thủ hạ tốc độ nhanh không ai bằng. Cho nên việc mọi người có khả năng làm chỉ là đem bốn con boss nhỏ rời khỏi hỏa long vương. Cố gắng không động vào chúng. Nhiệm vụ này, chu luật giao cho người có độ nhanh nhẹ cao nhất trong năm người cung thủ A Thành. Việc này đã thuận lợi hoàn thành trong 10 phút sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết thảy băng hệ pháp sư thuần thục dùng tường băng đem bốn phía khe hở nham thạch hoàn toàn phong kín bao vây lấy hỏa long vương chỉ chừa một lối đi cho mọi người ra vào hp sao cao nhất hồ ly đơn độc chịu đựng sự phẫn nộ của long vương những người khác dưới sự chỉ huy của chu luật tiến hành cuồng đánh vài phút trôi qua tất cả mọi người nghĩ đến lần này cuộc săn rồng có thể giống dĩ vãng thuận lợi chấm dứt nhưng là thiên lý lại chợt phát hiện sự lơ đãng của hồ ly nhịn không được kêu lên anh luật đừng nói chuyện chu luật nhanh chóng trách cứ nhưng mà lão đại làm chuyện của em đi chu luật nhăn mày động tác ngón tay lưu loát vẫn chú ý tình hình tất cả đồng đội cậu sao có thể không biết phía hồ ly không rõ xảy ra chuyện gì giống như hoàn toàn không ở từ bỏ dùng dược vật bổ huyết, cậu ta sở dĩ còn có thể thừa nhận hỏa long vương công kích toàn là dựa vào thuật trị liệu của thần quan. Nhưng mà còn tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hồ ly, cậu rốt cuộc đang làm cái gì hả? Chu luật nóng ruột, chuyển hóa bản năng vì bước tiếp theo của kế hoạch. Mà lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ bản thân mình cũng kiên trì không được 3 phút nữa, cậu nghĩ. Hiện tại chỉ có từ bỏ, trở về một lần nữa tập kết mới là thượng sách đừng để ý cái tên hồ ly đang lạc vào cõi thần tiên nữa lui lại thôi lui nhìn trên màn hình xuất hiện chữ này mọi người tinh thần khẩn trương đồng loạt nhẹ nhàng thở ra sắp sửa rời đi chiến trường lúc này lại không biết từ nơi nào lao tới một kỵ sĩ áo đen quyết đoán chắn trước mặt long vương đang rít gào thay thế hồ ly chống cự công kích sự việc phát sinh rất đột ngột thiên lý gõ một cái biểu tình cảm thấy mơ hồ đánh nhanh lên, ngớ người bất động làm gì. Thấy mọi người không phản ứng, kỵ sĩ áo đen rõ ràng có chút nôn nóng. Chu luật nhanh chóng giúp kỵ sĩ gia tăng xong toàn bộ trạng thái, hạ lệnh với mọi người. Mau, tiếp tục. Chương 4. Kỵ sĩ áo đen. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thân thể to lớn của hỏa long vương ngã xuống, cùng bốn phía xương mù nổi lên dần dần biến mất trong không khí lần này rơi xuống bốn vật phẩm. Cây cung ba cơ lực á lôi, sách dạ thần, bao tay trói buộc cùng vảy rồng. Trừ bỏ cây cung, những đồ vật khác đều rất bình thường. Chủ luật vốn định đưa cung cho kỵ sĩ áo đen để cảm ơn, không ngờ đối phương vừa thấy Long Vương ngã xuống, ngay cả nghỉ ngơi cũng không quay người hướng ra ngoài động băng. Giống như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Chờ một chút, thiên lý tính cách thẳng thắn mở miệng trước tiên kỵ sĩ áo đen dừng bước xoay người lại vừa rồi thật sự cảm ơn rất nhiều người anh em không cần tôi cũng vừa vặn đi ngang qua thôi vị kỵ sĩ này nhìn thật sự lạ mát vẻ ngoài mộc mạc tên chưa bao giờ nghe qua cũng không có gia nhập công hội nào nhưng có thể đứng vững trước sự công kích của hỏa long vương đủ để chứng minh trang bị của hắn thuộc loại thượng đẳng tóm lại không phải là một người đơn giản rất cảm ơn Chu luật ở trên bàn phím gõ, nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ chúng tôi đành phải trở về tay không? Không có gì. Kỵ sĩ áo đen bước tới gần cậu, bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì ngữ điệu thay đổi, có chút kinh ngạc nói, ế, cậu không phải là, luật đó sao? Luật đó, kỵ sĩ cười nói, đệ nhất thần quan của server chúng ta, chăm nghe không bằng một thấy sao vậy, hôm nay cách lãng địch Á lập đội đi săn rồng à? Chu luật nhìn thoáng qua vẫn bất động như cũ hồ ly, không có ý định trả lời kỵ sĩ. Nếu có thể, cậu không hề muốn tiếp tục đề tài liên quan đến cách lãng địch Á. Mấy cái bảng xếp hạng, mọi người coi như vui đùa là được rồi. À, kỵ sĩ cười đến ôn hòa, nếu thật sự là vui đùa, lão đại nhà cậu đã không vẫn coi cậu như bảo vật mấy thứ trên diễn đàn chưa chắc đã là sự thật nhưng mà thực lực cách lãng địch á tăng tiến rõ ràng đấy thôi đề tài luôn bị lặp đi lặp lại kéo tới vấn đề công hội chu luật giận rồi kỵ sĩ này rốt cuộc là không biết bên kia hồ ly chính là hội trưởng của cách lãng địch á hay là biết rõ mà cố tình đâm vào chỗ đau của cậu ta mặc kệ thế nào không cần thiết phải tiếp tục tán gẫu nữa trở về thành có người chen vào nói đúng là hồ ly tên này cậu vừa rồi xảy ra chuyện gì hả chu luật xoay người lạnh lùng hỏi ngại quá tớ đi nghe điện thoại hồ ly nhẹ nhàng nói ra một câu trả lời cực kỳ không có trách nhiệm nghe điện thoại chu luật cười lạnh cậu có biết tình hình vừa rồi là thế nào không biết có điều cũng chẳng vấn đề gì hồ ly không quan tâm ngáp một cái dù sao có cậu ở đây mà khung cảnh lập tức biến thành một mảnh yên lặng ngay cả kỵ sĩ áo đen cũng có thể loáng thoáng cảm giác được điềm báo của cơn bão thiên lý rất rõ ràng luật ghét nhất làm việc với người không có trách nhiệm điều này hồ ly cũng rõ ràng nhưng cậu ta lại cố ý làm như thế tại sao hồ ly tôi cho cậu biết chu luật lạnh lùng nói chơi trò chơi thua thì thua có cái gì mà tiếp thu không được lần sau đường đường chính chính đoạt lại thành của ánh sáng là được đừng ở chỗ này giận dỗi như đứa trẻ ở trước mặt nhiều người như thế bị giáo huấn hồ ly rõ ràng thay đổi sắc mặt luật cậu câm miệng nghĩ muốn chọc tôi tức giận cùng cậu cậu đạt thành mục đích rồi đấy nhưng lần sau đừng làm phiền bọn thiên lý quá ấu trĩ rồi đấy chủ luật một khi nổi giận đối với bất cứ kẻ nào cũng không hề mở miệng lưu tình đủ rồi hồ ly cực kỳ bất mãn cậu có biết mấy ngày nay lòng tớ có bao nhiêu phiền không hả phiền cậu phiền thì bọn này phải thuận theo cậu càn quấy chẳng lẽ quyết định đó không phải tự cậu đồng ý sao phiền cậu nhớ rõ thân phận của mình có trách nhiệm đối với các anh em được không vậy tớ biết sự việc kia cậu thật sự có trách tớ hồ ly cười khổ tớ cũng chẳng hẹp hòi đến vậy đâu Chu luật ở trước máy tính, khóe môi cũng cong lên một tia chua xót. hồ ly, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, sau này khi tớ không ở bên cậu nữa. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân cậu đối mặt, có hiểu không? Từ lúc vừa bước vào đại học, người bạn này vẫn luôn cùng mình như hình với bóng. Lười nhác như hồ ly, đã quen mọi việc đều dựa vào chu luật mà người có tâm tư kín đáo như Chu Luật cũng đã quen bất giác thay đối phương chuẩn bị tốt mọi thứ, rồi mới thưởng thức vẻ mặt vui vẻ của người bạn thân. Bốn năm đại học, 2 năm sau tốt nghiệp vẫn đều là như thế. Nhưng mà, nếu còn tiếp tục như vậy, sau này nên làm sao? Sau này khi tớ không ở bên cậu nữa, hết thầy đều phải dựa vào bản thân cậu đối mặt những lời này không chỉ nói với hội trưởng hồ ly của cách lãng địch á mà còn nói với người bạn được chính mình chiếu cố nhiều năm cậu rốt cuộc có hiểu hay không hồ ly buồn bực hồi lâu không nói một tiếng quay đầu bước đi mấy người hội viên cũng nhanh chóng rời khỏi cuối cùng chỉ còn lại thần quan tóc trắng cùng kỵ sĩ áo đen cậu thật sự rời khỏi cách lãng địch á kỵ sĩ hỏi ừm Chu luật phần lớn tâm tư cũng không đặt ở câu hỏi của đối phương. Đáng mong đợi đây, kỵ sĩ nhìn ra chu luật không muốn nói chuyện vậy nên thức thời xoay người cáo biệt. Đây là lần đầu tiên khắc khẩu với hồ ly sau 6 năm trời. Chu luật mặc dù không cho rằng tình bạn của hai người sẽ vì chuyện này mà chấm dứt nhưng vẫn có chút lo lắng cho tình hình của hồ ly. Dù sao, lúc này đây người chủ động muốn rời khỏi hồ ly, đích thật chính là mình. Anh Luật, dạng sáng trong điện thoại, giọng nói cao vút của cô em gái đập vào lỗ tai đau nhói. Quả quả, nhỏ giọng một chút có được không vậy, Luật xoa bóp huyệt thái dương, mấy giờ rồi, sao còn chưa đi ngủ. Anh cùng Hồ Ly cãi nhau à, xem như vậy. À à, là thật sao? Cô bé thở dài một tiếng, em còn tưởng rằng thiên lý lừa mình. Có gì mà lừa với chả không lừa, đây cũng chẳng phải là chuyện lớn kinh thiên động địa. Sao lại không phải chuyện lớn? Anh em phản bội nhau mà quả quả chỉ kém không có nhảy dựng lên. Không có biết phải là do quá nhạy cảm, Chu Luật có cảm giác quả quả tựa hồ thực hưng phấn. Có chút đau đầu, hỏi xong chưa? Anh muốn đi ngủ, Chu Luật giả vờ ngáp một cái, em cũng đi ngủ sớm đi. Chờ một chút, anh, hôm nay trong lúc nguy cấp có phải đột nhiên xuất hiện một kỵ sĩ giúp các anh đúng không? em biết rồi còn phải hỏi làm gì? Có đẹp trai không? Đẹp trai không? Nhân vật loài người trong game không phải đều như thế, không khác biệt lắm sao? Khí chất phải khác nhau chứ. Chu Luật cùng cô bé nói chuyện rằng có hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng thích hóng chuyện. Chương Nam sự việc bất ngờ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chu Luật trước khi tốt nghiệp đại học đã được một công ty ngắm, đến giờ đã công tác được 2 năm. Vẻ ngoài ưa nhìn, cộng thêm công tác tích cực thái độ khiêm tốn, được các đồng nghiệp nhất trí đánh giá tốt. Nhưng là quá mức lễ phép khó tránh khỏi khiến cho người ta có cảm giác xa cách. Đối với điều này, Chu Luật không hề để ý, chỉ cần Hồ Ly hiểu mình là tốt rồi. Trên thế giới này, chỉ cần có một người hiểu mình là tốt rồi. Chu luật vẫn đều ôm chặt lấy suy nghĩ ấy, cho đến một ngày cậu mới ý thức được, suy nghĩ kiểu này đối với cả hai kỳ thật đều là một loại gánh nặng. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, Hồ Ly sẽ vĩnh viễn không học được đối mặt với khó khăn, mà cậu cũng vĩnh viễn không học được làm thế nào để bỏ đi lớp hóa trang thể hiện tình cảm với mọi người. Hồ Ly không thể dựa vào cậu cả đời, cậu không thể cả đời trông nom Hồ Ly hai ngày sau khi cãi nhau hồ ly không giống như ngày xưa gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu thậm chí ở trong game gặp cũng lướt qua không hề trao đổi tính khí trẻ con càng ngày càng nặng cứ để vậy đi bình tĩnh mấy ngày có lẽ sẽ tốt thôi trù luật từ trước tới nay là người nghiêm túc bất luận là trong công việc hay trò chơi thậm chí cả với việc vô cùng nhỏ nhạt ngày hôm qua sở dĩ nổi nóng cũng là bởi vì thái độ bất cần của hồ ly cậu tự thấy mình đã rất khách khí nếu là ở công thành chiến quan trọng mà phát sinh chuyện thế này hậu quả nhất định nghiêm trọng hơn nhiều cậu thường nói game nhập vai không giống các trò chơi khác cậu phải cân nhắc kỹ hành vi của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác còn là để sau này không phải hối hận hôm nay vốn không nghĩ lên mạng chu luật 10 giờ mới xong việc tăng ca, về đến nhà toàn thân đã mỏi dã rời. Tắm rửa xong là có thể ngủ. Đáng tiếc tin nhắn của quả quả đã đúng lúc phá ngang chuyện tốt. Anh luật cứu mạng, người của ánh sáng bắt nạt em. Hả, có mấy tên con trai đuổi theo muốn giết em. Em bị bọn họ giết rất nhiều lần rồi mà bọn họ vẫn không chịu buông tha. Nhỏ này lại xảy ra chuyện gì rồi? tuy rằng mệt chết đi được nhưng không thể không trông nom chủ luật bất đắc dĩ đứng dậy quyết định đi lên nhìn xem hãn nói một khu đất trống ngoài thành ba hội viên của ánh sáng đang đứng một gã quyền sư tóc đỏ một nửa trêu đùa một nửa thật sự hành hạ quả quả hai người khác chỉ khoanh tay đứng xem trò vui tiểu pháp sư đáng thương hoàn toàn không có khả năng chống trả số lần phản kháng không nhiều lắm đều bị ngăn chặn mà chuốc lấy thất bại dám chửi tôi, sau này gặp cô lần nào giết lần đó. Quyền sư tóc đỏ uy hiếp, đám người khốn kiếp, tôi chính là muốn chửi chết các anh, cứ việc bị hành hạ rất thảm, quả quả vẫn như cũ không chịu yếu thế. Vẫn là một đứa nhỏ không biết nặng nhẹ tiến lui. Xem ra đích thật là bị hồ ly cùng thiên lý nuông chiều thành hư rồi. Chủ luật khẽ thở dài, ngay lúc quyền sư sắp cho quả quả một chiêu chí mạng nháy mắt ra tay. Một luồng ánh sáng đỏ nhoáng lên, chiêu công kích của quyền sư bị một lá chắn tâm linh hóa giải. Anh luật, quả quả cuối cùng cũng đợi được cứu tinh, thiếu chút nữa rớt nước mắt vì cảm động. Thần quan, đừng xen vào việc của người khác, quyền sư tức giận, muốn tìm chết phải không? Bất luận cô bé làm gì sai, hiện giờ đã bị các cậu giết quá nhiều rồi, cũng nên dừng lại đi phải không? Chu Luật bình tĩnh nói, cô bé chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, các cậu cần gì phải tức giận như vậy. Xem ra anh thật sự muốn tìm chết. Quyền sư xoay người tấn công Chu Luật. Chỉ thấy thần quan áo bào trắng lui về phía sau mấy bước, lập tức phóng thuật giảm tốc về phía đối phương, quyền sư mới vừa rồi còn hùng hổ, hành động tức khắc trở thành chậm như sen. Thần quan tuy rằng không có lực công kích mạnh mẽ, nhưng cũng có chỗ đáng sợ của một chức nghiệp phụ trợ, ở trong một đội ngũ thần quan thao tác tốt hay xấu thường có ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sinh tử của toàn bộ đội ngũ ở pk cùng đối đầu với thần quan có năng lực mạnh chỉ có thể nói là việc cực kỳ vất vả mà lại chẳng thu được kết quả tốt hết thuật giảm tốc lại đến phép im lặng giờ phút này quyền sư đã không thể sử dụng được kỹ năng gì tựa như uống thuốc câm nói chuyện vô cùng khó khăn Chu Luật gọn gàng tạo một lá chắn tâm linh quanh mình, sau khi lập xong bức tường phòng ngự, từ từ dùng Thánh Quang công kích quyền sư. Lực công kích của Thánh Quang rất thấp, đương nhiên không thể dồn người ta vào tử địa. Hành động này của Chu Luật chẳng qua là muốn dập tắt sự kiêu căng của đối phương, cho nên mới trêu đùa đối thủ như đang chơi với đứa trẻ. Các cậu đều bị ngốc hết rồi à? Quyền sư rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, rít gào với đồng bạn bên cạnh còn không đến hỗ trợ giết tên này. Cậu mới ngốc, đu đủ, đồng bạn A ngáp một cái, không có chuyện gì đi trêu chọc thần quan làm gì, phỏng chừng cậu đánh một ngày cũng không giết được người ta đâu. Càng ngốc chính là cậu còn chẳng chú ý trang bị của người ta, đồng bạn B lắc đầu, mũ vinh rượu giả chi, phục trang phí ân đề tư bí, trượng đại hiền giả, có cái nào là cậu mua nổi hả? Quyền sư lập tức câm nín.